Chào mọi người ha. Khuya hôm nay thứ bảy thức khuya xíu để view cho mọi người, ngày mai chủ nhật mọi người xem video. Ai mà có nhu cầu mua thì ủng hộ mình nha. Đây là laptop Fujitsu 15.6 inch nha mọi người. Con này thì đợt nào mình về hàng là cũng rất là hot, không biết đợt này thì có còn hot nữa hay không. Màu trắng vô cùng đẹp luôn. Chip HQ. Giá thì rẻ nè, chuẩn nội địa Nhật và sản xuất tháng 9 năm 2019 đó mọi người. Fujitsu. Fujitsu thì dòng này nếu mà mình kết nối ra âm thanh ở ngoài á mọi người rất là hay luôn. Bóng đẹp, gọi là đẹp. Cực kỳ, mình không thấy một cái vết trầy xước nào hết á, bóng loáng luôn mọi người. Ngõ mạng LAN nè. Quá trời ngõ kết nối luôn ha, có Type C nè. HDMI để trình chiếu rồi đó. Rồi có cả DVD luôn nha mọi người. Cái này là tai nghe hả ta? Rồi USB nữa nè. Nói chung là các ngõ kết nối là tương đối đầy đủ ở bên trong ha. Ở bên trong còn mê hơn nữa mọi người. Nó mới kinh khủng luôn. Trắng, trắng cực kỳ trắng luôn. Và cái dòng phím này là bấm rất là sướng mọi người. Nếu mà ai mà chuyên về đánh phím thì mọi người nhìn cái phím này rất là mê. Rồi, đây nè, đây mình kéo cho mọi người xem nha, nghe. Đó, nó có cái gọi là nó nảy đó mọi người, nó nảy giống như là ví dụ mình bấm phím bình thường với phím cơ, là cái này nó cái độ nảy độ bấm hơn với bình thường rất là nhiều, rất là sướng tay luôn. Và loa loa nó là loa Onkyo, loa nghe cũng rất là hay nha mọi người. Góc cạnh nè, nó là i7 chip 7700HQ, chip HQ rất là khỏe. Mình quay sơ cái này xong rồi mình sẽ bấm cái cấu hình cho mọi người xem nè, tương đối trắng đầy, trắng trắng tinh khôi. Cái laptop rất là, cái này là SSD là 512 nè, cộng với lại không, SSD 512, còn cái này là có DVD nha mọi người. Giật mình luôn. Đây mọi người, có DVD nè. Nhiều lúc hả mình làm việc cái gì đó cần có DVD rất là cần luôn, mà nó cũng thuận tiện ha. Mình sẽ bấm cái cấu hình. Màn hình này á là màn hình HD, không phải full HD nha mọi người, nhưng cái màu nó tươi lắm. Mọi người biết rồi, những cái dòng nội địa Nhật, đây là chuẩn nội địa Nhật, cái màu nó dù màn HD thôi nhưng mà màu nó mịn và nó sáng trưng luôn, đặc biệt là nó sáng sáng kinh khủng luôn á. Nhìn là nhìn ban đầu mới nhìn vô tưởng màn full HD á mọi người, nó sáng đẹp lắm. Fujitsu này nó là i7 7700HQ ha mọi người, chip HQ. Đây, cái chip HQ là thường thường nằm trên những cái dòng máy trạm này, chip HQ rất là khỏe. Mọi người thấy nó 2.8 là 8 CPU nè, khỏe mượt. RAM 16 GB, SSD thì 512 GB. Cấu hình là như vậy là ok rồi mọi người. Dân văn phòng hay là đôi lúc mình vẽ CAD mình làm đơn giản là cũng được nha mọi người, rất là thuận tiện luôn. Các ngõ kết nối là đầy đủ, pin ok, máy kèm sạc zin, và mình báo giá mọi người là 7 triệu ha. Ai chốt có thì inbox mình. Máy là mình thấy là tương đối đẹp. Thực sự ra đẹp thì tùy vào để đánh giá mỗi người thôi. Chứ máy cũ mà, máy cũ thì không thể nào mà so sánh với máy mới được, nhưng mà rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn á. Không biết là khi mà quay cho mọi người mình có bỏ sót cái chi tiết nào không. Chi tiết về cái máy nhưng mà mình thấy mà sao mà thấy đẹp quá. Rồi ok nha mọi người, 7 triệu, ai chốt á thì mọi người inbox mình. Mọi người nhắn tin qua Zalo số điện thoại của mình, mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.